Hello mọi người, đây là cái phòng trưng bày rất là đẹp này. Dành cho các chị em. Đây là nhà bếp. Kế bên nhà bếp là có các bàn ăn này. Ai muốn có trưng bày thì cái kiểu này này. Đó, các bàn ăn. Đây là nhà bếp. Các chị em nào chuẩn bị muốn con xã hay là người yêu giờ sắm cái nhà bếp thì đây là một cái kiểu mẫu nha. Đẹp không? Đây là dàn cabinet. Rộng rãi không? Đó. Đó đấy, ông xã mua cho cái tủ lạnh cỡ dày. Tủ lạnh này có làm nước đá luôn nè. Đây nè. Tha hồ mà chứa đồ này. Cái này là đủ ngăn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ngăn. 6 học luôn nè. Nên mấy chị em chuẩn bị nè, mình mới nói ông xã mua cho tủ lạnh cỡ vậy thôi. Làm được nước đá này, làm được ai nè, cái đèn này, cái nhiệt độ này, cái lót này, cái filter reset này. Đây là lò nướng. Lò nướng này có đầy đủ function hết. Chiếc quan nướng bánh này. Đây là có hai tầng luôn. Wow, bự quá. Đây là cái kiểu mẫu. Hôm nay là một cái hệ thống là microwave. Đây dàn tủ. Wow. Rồi accessory. Nên rất là đa số cho chị em là thích nhà bếp. Hôm nay là quay cái mẫu nhà bếp để chị em xem này. Còn đây là cái bộ của nhà bếp. Cái lò từ, nấu bằng từ nè. Thấy người ta design rất là đẹp. Mình quay lại một lần nữa. Tương lai những anh chị em nào sắm sửa nhà mới thì đây cũng là một cái mẫu của bên Hà Lan họ trưng bày này. Không có nói là tệ đâu nha. Amazing. Đây là cái ngăn locker này, chứa được rất là nhiều đồ này. Đây là một cái kiểu nhà bếp hiện đại này. Wow, quá là đẹp.